Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HAD TV. Theo lời hứa từ những video đặt trước, thì có nhiều bạn đã hỏi mình tại sao cá lại bơi vô một cốc và chết. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm này. Mong rằng video hữu ích cho các bạn. Và các bạn hãy like và subscribe kênh nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì có rất là nhiều nguyên do gây ra cá chết. Thì mình đã có một cái bài gọi là tại sao cá lại chết từng con một. Thì mình có để link bên dưới, các bạn có thể vô và xem lại nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và chia sẻ cho các bạn về cái bài tại sao cá lại bơi vô một cốc và nhảy lên chết từ từ. Thì khi mà bạn thấy những con cá của các bạn mà bị như vậy đó, bị như vậy, test lại pH cái hồ của các bạn cho mình. Test lại pH nha, test lại pH. Thì bây giờ mình sẽ test cái hồ này. Ok nha. À, mình nói cho các bạn về một cái điều này nữa. Thì bạn xem tất cả những cái video của mình thì các bạn cũng sẽ thấy là tại sao mình lại luôn luôn dùng cái chai pH này. Nên là mình nói về cái độ quan trọng của pH. Và pH nước tốt thì cá sẽ sống tốt, và pH tăng hoặc là giảm một cách đột ngột cá sẽ chết nha các bạn. Nên là mình nói cho các bạn biết là cái môi trường nước của cá cực kỳ quan trọng, nên là các bạn lưu ý về cái môi trường nước của cá đó. Thì bây giờ mình sẽ test cái hồ này cho các bạn xem pH đang là bao nhiêu. Cái này mình để 5ml thôi nha các bạn. Cái bộ test mình để 5ml thôi. Thì mình test mới đúng được. Nhiều bạn để thấp hơn á, là test sẽ không đúng đâu nha. Cái này như là thiếu nè. Đúng 5ml cho mình. Đúng 5ml cho mình nha. Đó, giờ mình giỏ một giọt vô, một giọt thôi nha các bạn. Đừng có nhỏ 2-3 giọt. Đó, một giọt thôi. Rồi, lắc nó lên. Đó. Các bạn thấy không? Cái hồ này là đang bị axit. Các bạn thử test cái hồ nước của các bạn xem là có phải là đang ở mức này hay không. Nếu mà từ cái mức này trở xuống, thì các bạn thay nước gấp giùm mình. Và các bạn nhớ thay là phải thay 10-20% nước thôi nha các bạn, chứ không phải là thay hết nước. Không phải thay hết nước trong hồ nha. Các bạn thay hết nước trong hồ là cá chết đó. Nên là chỉ thay 10-20% nước thôi. Hút 10-20% nước này ra và đổ cái nước mới vô. Và nước mới nhớ là đã ngâm qua 1-2 ngày rồi nha. Đổ nước mới vô cho mình. Nếu các bạn mà có nước bình thì càng tốt nha. Nước bình mà nước uống của mình á thì càng tốt. Còn không mà nước máy thì để 1-2 ngày không bắt đầu đổ vô. Đó là mình đã nói cho các bạn, chia sẻ cho các bạn, đó là lý do tại sao cá lại bơi vô một cốc. Tại vì cái mức độ, cái mức axit, cái môi trường nước á, môi trường nước của đang sống á, nó ở dưới nó đang quá thấp đi. Cá nó xuống nó không có lấy được oxy. Nó phải bơi lên mặt nước. Và axit khi mà nó đã tăng thì trên mặt nước thì nó cũng có axit luôn. Nên là nó không có còn một cách nào nữa, thì nó sẽ bơi, tìm cách là bơi vô một góc và nó để lấy oxy để nó sống. Đó. Thì các bạn lưu ý khi mà gặp cái trường hợp như vậy, thay nước gấp giùm mình. Đừng có suy nghĩ gì hết, thay nước giùm mình. 10-20% nước. Các bạn mà suy nghĩ nữa là ngày hôm sau là cá chết á. Làm gấp giùm mình luôn. Đó. Đó là cái lý do tại sao nghe cá chết. Thì khi các bạn thay nước 10-20% nước xong, các bạn lưu ý là bỏ thêm cho mình một ít san hô nha. Các bạn có thể ra ngoài tiệm cá đó mua một ít san hô cho mình, bỏ vô sủi oxy cho mình, sủi oxy trong vòng một ngày. Ngày hôm sau test lại pH cho mình, pH ok hay không đó.
Nếu mà pH chưa ok, thay 10% nước nữa cho mình, 10% thôi nha, 10%. Đó, thay cho mình 10% nước. Để đó, vẫn để đó sủi oxy cho mình. Ngày hôm sau nữa test lại pH cho mình. Ok hay chưa? pH ok. Xong. Bạn nhìn lại con cá là các bạn sẽ thấy là con cá này đang bắt đầu trứng tỉnh lại, lấy được oxy, khỏe lại. Là bắt nhìn bắt đầu là bạn nhìn con cá là thấy bơi là thấy khác liền à. Bơi là thấy khác liền. Đó. Là lý do tại sao mình nói là pH là cực kỳ quan trọng. Lý do tại sao? Tại vì cái môi trường nước của nó sống mà, cũng giống như mình thôi. Mình đang ở môi trường mà nước đang ở môi trường bên ngoài mà không có oxy mình cũng khó thở đúng không? Mình cũng phải tìm cách để mình đi tìm oxy để mình thở chứ. Đúng không? Thì cá nó cũng vậy thôi. Đó. Đó. Nên là bạn hãy lưu ý nuôi cá là mình phải nhìn được con cá nó bơi lanh hay là không lanh. Tự nhiên hôm nay thấy nó bơi lanh, ngày hôm sau là thấy nó bơi lờ đờ, mình phải suy nghĩ tại sao nó lại như vậy và thực hiện cho mình tìm cách lên mạng gõ làm sao ủa con cá mình làm sao vậy đó, làm giùm mình, đừng có để đó. Các bạn để đó thôi kệ nó, để ngày mai coi nó làm sao. Ngày mai nó chết đó. Khi mà các bạn thấy con cá của các bạn có sự thay đổi mà bạn nhìn thấy rõ luôn, các bạn phải làm gấp cho mình, search lên mạng hoặc là tìm những cái video. Thì ở đây mình đã có những video hướng dẫn, ví dụ giống là làm sao để test pH, tăng giảm pH một cách khoa học nhất, thì mình có để link phía bên dưới, các bạn nhớ vô xem lại nha các bạn. Các bạn nhớ vô xem. Để mình hướng dẫn như vậy. Tại sao mình muốn hướng dẫn cho các bạn? Tại vì mình muốn cho cộng đồng nuôi cá ngày càng phát triển. Mình muốn cho các bạn mới tập chơi cá hoặc những bạn chưa biết về nuôi cá có thể hiểu được và nuôi được. Và các bạn nuôi cá, các bạn phải đặt tâm tư vào nó, giống như là con của mình đó. Đặt tâm tư vào nó, hiểu được nó, tại sao nó lại như vậy, tại sao nó lại bệnh, tại sao nó lại bơi lờ đờ. Đó. Khi mà bạn đã hiểu được như vậy, các bạn nuôi cá sẽ thành công. Đó là tất cả những cái hướng dẫn và kinh nghiệm của mình và mình chia sẻ cho tất cả các bạn. Tôi mong rằng video này hữu ích cho tất cả các bạn. Và các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh nhé, để mình cùng giúp cho cộng đồng nuôi cá ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.